preview. Hello, xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay, DongAuTour.com xin giới thiệu với quý vị và các bạn một cách thức thuê phòng mới khi chúng ta đi du lịch và nghỉ dưỡng. Đó là việc chúng ta thuê các căn hộ chung cư cao cấp tại các khu du lịch. Đây là căn 2 phòng ngủ. Mình có công viên bếp. Có đầy đủ dụng cụ bếp. Mình có thể tùy ý nấu ăn. Hệ thống toilet. Nhà vệ sinh. Có đầy đủ nước tắm nóng lạnh. Bàn ăn rất xinh xắn. Và một công viên ăn uống gia đình rất là ấm áp. Có trang bị đầy đủ máy lạnh, bàn trang điểm, tách từ giường, phòng này cực kỳ rộng, thoáng mát, có cửa sổ. Phòng ngủ thứ hai. Đây là phòng ngủ có sẵn toilet trong phòng. Mình có đầy đủ tủ, quần áo, bàn làm việc. Bàn làm việc có thể nhìn ra view thành phố rất là thoáng mát. Giường đôi rộng rãi cho hai người. Mình có sẵn toilet trong phòng, trang bị đầy đủ máy nước nóng. Một cái vô này đủ sạch sẽ.